Em xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay giới thiệu mọi người về mẫu súng bắn điện tầm xa 5-7 mét và bình xịt hơi cay bình ta cái đao súng tích lớn với thành là đồng giá là 700.000 đồng cho một sản phẩm nhé. Đấy, 700.000 đồng là miễn ship cho mọi người rồi. Thì anh em mua hàng bên em thì có quyền kiểm tra hàng thanh toán nhé, đúng hàng phẩm mới tiền. Hàng em ship Côn Quốc nhé. Đấy, vào làm nhu cầu liên hệ. Thì để không mất gian nhiều của mọi người thì bên em xin phép giới thiệu. Đầu tiên sẽ giới thiệu mọi người về mẫu bình xịt hơi cay bình ta cái đao các bác nhé. Đấy. Hàng bên em đây là hàng chuẩn chính hãng luôn, bình ta cái đao bình này dung tích là 470 ml nhé. Đấy. Và đáy bình này gắn chữ USA này. Đấy. Và chỗ thân bình này dán tem đầy đủ này, bình chất liệu bằng nhôm dán tem bắn chữ đầy đủ ta ke các bác nhé. Đấy. Tay cầm chất liệu bằng nhựa hình mỏ vịt. Đấy. Anh em có thể xem lỗ này, lỗ xả này. Đấy. Bình này dung tích lớn nên là rất chi là mạnh, bằng anh em xịt xa từ 5-7 mét. Đấy, hàng bên em dây xanh này của công ty này Take các bác nhé. Các bác mua hàng về các bạn cắt dây đi, rút chốt khóa an toàn ra xong bác xịt nhé. Khi không xịt nữa các bác nhớ rút chốt khóa an toàn vào để tránh bị động chạm nhé. Bình này có tổng chiều dài cho mọi người sẽ là 200 ti, cân nặng 580 g. Đấy. Bình này bình xịt cay, khi mọi người xịt vào đối phương kẻ xấu sẽ làm đối phương cay mắt, nóng rát, ho, chảy mắt, chảy mũi, khó thở. Đấy. Nhưng mà nó chỉ tác dụng trong khoảng nhất định thôi, sản phẩm này nó chỉ là đồ phòng thân. Đấy. Nó không gây hậu quả về mắt đâu, nên mọi người cứ yên tâm sử dụng thôi. Quan trọng nhất là an toàn tính mạng, bảo vệ con người. Đấy, hàng này. Bình này hạn dụng 3 năm nhé, các bác mua hàng về các bác cứ để lơi thoáng mát thôi. Đấy. Thì mỗi bình xịt cây ta cái đào nhé, 700. Đấy. Hàng bên em sẽ đóng gói cẩn thận, kiểm tra kỹ lưỡng, cam kết luôn hàng mới 100% nhé. Và tiếp đến bên em sẽ giới thiệu mọi người về mẫu súng bắn điện này. Súng bắn điện này cũng là 700.000 đồng. 700.000 đồng miễn ship. Khi mọi người bỏ tiền ra thì mọi người sẽ nhận đầy đủ cho mọi người chiếc hộp này về súng bắn điện này. Hộp nhé, hộp chất liệu vải nhá. Dây kéo khóa này. Và bên trong hộp đây không phải thiếu cho mọi người. Sẽ có một bao vải này. Đấy, bao vải bảo vệ súng nhá. Ba viên đạn này. Đấy, để cho hiệu quả hơn. Đấy, một dây sạc nhá. Sạc điện gia đình nhé, 220 V. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhãn xuất. Và đây nó là súng bắn điện này. Sản phẩm này có tổng chiều dài cho mọi người sẽ là 16 ti, cân nặng là 180 g, chất liệu nhựa nhé, nhựa cứng màu đen anh em nhé. Hàng nhập khẩu luôn, không phải hàng Việt Nam. Đấy. Thì con này nó có hai tính năng, anh em trích gần và bắn xa. Đấy. Nếu anh em nào muốn bắn xa thì anh em phải lắp đạn nhé. Lắp đạn vào thì anh em mới bắn được xa. Đấy. Khi mọi người bắn ra xa từ 5-7 mét sẽ xuất hiện hai kim để cắm vào đối phương nhé. Đấy. Còn đôi khi anh em không lắp đạn thì anh em sử dụng như một chiếc kim trích điện thôi, trích dí trực tiếp vào đối phương sẽ có hiệu quả. Con này có dòng điện là 80.000 kV. Đấy. Thì con này có các tính năng công tắc này. Đầu tiên sẽ là có chức năng bật đèn này, pin soi sáng nhé. Tính năng thứ hai, báo động báo hú. Đấy. Và tính năng thứ ba là bật đèn tia re chỉ hướng này. Tia re này có hiệu quả là anh em khi anh em lắp đạn vào ấy, để anh em bắn làm sao chính xác. Đấy. Tia re nó là cái tâm để mọi người bắn cho hiệu quả. Đấy. Còn đâu là anh em nào muốn trích điện. Đấy. Trích điện thì anh em kiểu bấm chuẩn thôi. Đấy. Còn đâu anh em nào mà muốn lắp đạn. Đấy. Lắp đạn anh em bắn thì anh em cũng cài hết lớp này lên trên cùng cho em, cho anh em bấm chuẩn này, em bóp phát nó sẽ lổ ra các bác nhá, lổ ra xuất hiện hai kìm cắm đối phương. Đấy, hôm nào bên em sẽ làm video test thực tế cho mọi người để mọi người xem coi nhá. Đấy, sản phẩm này bên em bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi 1-1 sản xuất. Đấy, hàng của bên em đây. Đấy, thì combo đầy đủ này, một hộp này cũng là 700 anh em nhá. Đấy. Còn đôi khi mọi người mua hàng, mọi người cứ liên hệ với em, phục vụ 24/7 luôn, cam kết luôn cho các bác nhé. Giới thiệu mọi người là bên em có mẫu súng bắn điện, đấy, tầm xa và mình sẽ cay ta cay đao, cam kết luôn hàng chính hãng, hàng loại 1 nhé, có nhé. Xin chào mọi người, chào bác.